Có rất nhiều bạn là học ngày, học đêm, rồi học quên ăn, học quên ngủ, học đến 3-4 giờ sáng rồi ngày hôm sau các bạn lại đến trường. Xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và hôm nay thì mình sẽ ngồi xuống đây, theo đúng nghĩa là ngồi xuống đây để mình nói chuyện với các bạn và để chia sẻ về cái cách học của mình. Thế nhưng nếu như các bạn hỏi mình rằng là mình có phải là một người học giỏi không, hoặc là mình có phải là một người chăm chỉ học bài không ý, thì câu trả lời đó chính là không. Và lý do tại sao một người không học giỏi và cũng không phải là một người chăm chỉ lại ngồi xuống đây chia sẻ và nói chuyện về cái học của mình thì đó chính là vì mặc dù mình không phải là một người học quá giỏi và mình cũng không phải là một người học quá là chăm. Thế nhưng 3 năm cấp 3 thì mình đi thi học sinh giỏi thì lần nào mình cũng được giải này, học sinh giỏi cấp thành phố, học sinh giỏi cấp quận, học sinh giỏi cấp huyện này. Và mình đã đỗ đại học nguyện vọng 1 trước khi mình sang Nhật. Tháng 6 vừa rồi thì mình có thi đỗ một kỳ thi gọi là Nihon Keishohin Kenten Nikyu nữa. Và bây giờ thì mình có thể tự tin khẳng định rằng là cách học của mình khá là ổn, trước hết là với bản thân mình, và mình mong rằng là cách học này của mình cũng có thể áp dụng cho các bạn nữa. Vậy nên là các bạn hãy xem đến cuối video ngày hôm nay để xem mình có những cách học như thế nào nhá. Ok, chúng ta hãy bắt đầu nào. Ok, và đầu tiên cách học của mình đó chính là phải ăn đủ, ngủ đủ và chơi đủ. Trước mỗi kỳ thi thì mình luôn cố gắng giữ cho cơ thể của mình và giữ cho tinh thần của mình trong trạng thái tốt nhất có thể. Thứ nhất là để cho mình luôn cảm thấy là thoải mái. Thứ hai đó chính là để cho não bộ của mình tiếp thu được nhiều lượng kiến thức mới hơn. Có rất nhiều bạn là học ngày, học đêm, rồi học quên ăn, học quên ngủ, học đến 3-4 giờ sáng rồi ngày hôm sau các bạn lại đến trường. Và nếu như các bạn duy trì thói quen như vậy trong một thời gian rất là dài thì dần dần sức khỏe của các bạn nó sẽ kém dần đi và não bộ của mình sẽ trở lên quá tải và sẽ không thể nào mà làm việc hiệu quả được như trước nữa. Và trong thời kỳ này thì mình sẽ recommend sử dụng cho các bạn hai loại sản phẩm thực phẩm chức năng mà mình nghĩ rằng các bạn nên sử dụng, đó chính là thứ nhất omega 369. Omega 3 là một chất cực kỳ tốt trong việc tăng hoạt động của các tế bào não và cải thiện trí nhớ. Vậy nên trong thời gian này thì các bạn nên bổ sung những thực phẩm chứa nhiều omega 3 như là trong dầu cá này, ăn nhiều cá này, hoặc là các bạn có thể là uống thực phẩm chức năng bổ sung riêng biệt. Và trong thời kỳ này thì các bạn cũng nên bổ sung thêm cả vitamin C nữa. Vitamin C thì sẽ rất là tốt cho hệ miễn dịch của các bạn này, và khi hệ miễn dịch của các bạn được tăng cao thì các bạn có thể là phòng chống được một số những căn bệnh như là bệnh cảm chẳng hạn. Và câu cuối cùng đó chính là các bạn phải chơi đủ. Chơi ở đây không phải là chơi quá mức, không phải là chơi thâu đêm suốt sáng, không phải là chơi thích lúc nào thì chơi lúc đấy. Ý của mình ở đây chơi đó chính là các bạn phải thư giãn. Các bạn có thể làm bất kỳ những gì bạn thích. Các bạn có thể ra ngoài nói chuyện với bạn bè này, có thể là xem phim này, hoặc là đọc truyện này, miễn là nó ở trong một cái giới hạn nhất định. Cần phải biết rằng cái thời gian này là cái việc quan trọng nhất, đó chính là các bạn phải học. Việc chơi chỉ khiến cho các bạn cảm thấy là thư giãn hơn này, bớt stress, bớt căng thẳng hơn thôi. Nếu như bạn nào có suy nghĩ rằng là bây giờ mình phải chơi thì mình mới học được ý, thì mình thấy rằng là khả năng cao là bạn ấy sẽ chỉ có chơi thôi chứ không có học đâu. Và tiếp theo điều một chút nhất trong cách học của mình đó chính là mình không đọc sách và mình cũng không có viết như mọi người bình thường. Về đi viết lại và đọc đi đọc lại nhiều lần, mình sẽ tự tổng hợp kiến thức của mình theo sơ đồ tư duy. Và đây là sơ đồ tư duy của mình đã làm. Chữ của mình thì rất là xấu nên là mình sẽ chỉ cho các bạn xem qua một chút thôi nhá. Và việc này thì mình cũng sẽ thú thực với các bạn luôn, đó chính là bản thân mình thì có cái trí nhớ không được tốt lắm. Và để giúp não bộ của mình lưu trữ được kiến thức nó lâu hơn thì mình đã áp dụng sơ đồ tư duy. Lý do là vì sơ đồ tư duy thì các bạn sẽ hệ thống kiến thức lại bằng dạng hình cây hoặc bằng những cái hình ảnh đi kèm. Bây giờ các bạn chỉ cần tưởng tượng một cái đoạn văn đầy chữ như thế này với một số những cái hình ảnh có những cái ký tự tóm tắt riêng biệt của chính các bạn nghĩ ra, thì mình chắc chắn rằng là cái phần bên này nó sẽ dễ nhớ hơn là bên này. Não bộ của chúng ta thì luôn luôn thích hình ảnh này, và đặc biệt là những hình ảnh đơn giản. Ngoài ra não bộ của mình cũng rất là thích màu sắc nữa. Và khi mình học kiến thức mới thì mình sẽ đọc qua trước, sau đấy thì mình sẽ tự tóm tắt theo những cái hiểu của mình và theo những cái gì mình nghĩ rằng nó là phần quan trọng, và mình sẽ chỉ học những cái phần quan trọng thôi. Mình chắc chắn với các bạn rằng là các bạn sẽ không thể nào mà học từng câu, từng chữ, học đúng những cái gì trên sách giáo khoa người ta viết, mà các bạn nên tự tổng hợp lại bằng chính kiến thức của các bạn. Và những cái phần quan trọng thì mình chỉ cần nhớ những cái phần quan trọng này thôi thì cái lượng kiến thức của mình cũng sẽ nhiều hơn và cách học của mình cũng sẽ bớt tốn thời gian hơn. Và bây giờ thì mình sẽ show ra cụ thể hơn cách mình đã sử dụng để làm sơ đồ tư duy. Ví dụ như là ở đây thì mình đang học về bài trung bì của da, và đây chính là lượng kiến thức ở trong sách giáo khoa. Các bạn có thể nhìn thấy rằng là có rất là nhiều chữ ở đây, và mình đã tự tổng hợp lại toàn bộ số lượng kiến thức này theo cách mà mình hiểu và theo những gì mình nghĩ là quan trọng thành sơ đồ tư duy như thế này của mình. Và nếu như các bạn có thể so sánh thì rõ ràng là cái phần sơ đồ tư duy này nó sẽ ít chữ hơn rất là nhiều so với cái phần kiến thức ở trong sách giáo khoa rồi. Và bây giờ thì mình sẽ nói qua một chút rất là đơn giản thôi về cách để làm sơ đồ tư duy. Nếu như các bạn muốn biết kỹ hơn về sơ đồ tư duy thì mình khuyên là các bạn nên tự tìm hiểu lấy, và dần dần thì các bạn sẽ có cái cách mà làm sơ đồ tư duy phù hợp nhất với các bạn. Ở giữa thì sẽ là cái phần thông tin bao trùm toàn bài này, rồi chia ra thành những cái nhánh nhỏ này. Và thay cho việc mình phải viết chữ thì mình có sử dụng rất là nhiều những cái hình ảnh ký tự đặc biệt do chính mình nghĩ ra.
Và những phần thông tin quan trọng thì mình sẽ sử dụng thêm bút đỏ và bút nhớ để có thể là dễ dàng nhìn thấy cái phần thông tin quan trọng đấy nhất. Một số bạn nghĩ rằng là mình không biết vẽ, vậy nên là mình sẽ không thể nào mà làm sơ đồ tư duy được. Và mình chắc chắn với bạn rằng là không có một ai là không biết vẽ cả, chẳng qua chỉ là bạn có vẽ đẹp hay không thôi. Và khi các bạn làm sơ đồ tư duy thì các bạn không quan trọng là phải vẽ rất là đẹp, các bạn chỉ cần thể hiện để làm sao mà bạn có thể hiểu được là được. Nói một cách đơn giản hơn, vẽ trong sơ đồ tư duy đó chính là các bạn sẽ thể hiện thông tin từ những cái dòng chữ như thế này sang cái dạng hình ảnh, và các bạn sẽ hoàn toàn có thể thể hiện hình ảnh theo những gì bạn nghĩ. Não bộ của chúng ta rất là thích những cái hình ảnh đơn giản và những cái ký tự, thay vì việc là nó cứ phải nhớ những cái bức tranh quá là lớn hoặc là những cái hình ảnh quá là rắc rối. Vậy nên là mình nghĩ rằng nếu như các bạn có không vẽ giỏi đi chăng nữa thì các bạn vẫn có thể là làm được. Bây giờ mình sẽ cho mọi người một ví dụ như thế này. Ví dụ như mình đang học về bài hyaluronic acid, đó chính là HA, và tính chất của HA đó chính là khả năng giữ nước. Vậy nên là mình sẽ thể hiện hyaluronic acid thông qua một hình giọt nước như thế này, và bên trong nó sẽ có cái chữ HA, và đấy sẽ là một quy định riêng của mình. Mỗi khi mình muốn nhắc tới hyaluronic acid thì mình chỉ cần vẽ một hình giọt nước và bên trong có chữ HA là mình đã hiểu rồi. Và cũng có rất là nhiều bạn nói rằng là làm sơ đồ tư duy thì mất thời gian này, thà cái thời gian đấy mình sử dụng để mình học còn hơn ý. Ra thì sơ đồ tư duy cũng sẽ tốn thời gian hơn các phương pháp khác, thì vì các bạn sẽ phải tự tổng hợp lại bằng kiến thức của mình này, rồi tự thể hiện trên trang giấy này, rồi vẽ này, rồi tô màu này, rồi gạch chân này. Nói chung là mình nghĩ rằng là nó sẽ lằng nhằng hơn các phương pháp học khác. Vậy nhưng các bạn đừng nghĩ rằng là sau khi các bạn hoàn thành xong sơ đồ tư duy rồi thì mới tính là thời gian học. Rõ ràng là trong cái quá trình mình làm sơ đồ tư duy thì đầu óc của mình sẽ phải nghĩ này, mắt của mình sẽ phải nhìn này, tay của mình sẽ phải viết này, thậm chí là mình sẽ còn phải vận động não bộ để xem là tìm cái cách nào mà chúng ta có thể vẽ một cách dễ hiểu nhất này, thể hiện hình ảnh một cách trơn tru nhất này, một cách logic nhất có thể nữa. Vậy nên là thời gian học của các bạn đã bắt đầu từ cái lúc mà các bạn đọc thông tin để tổng hợp kiến thức rồi. Và nếu như gọi là điểm trừ của phương pháp học này thì mình nghĩ rằng đó chính là các bạn sẽ phải tự thân vận động, là các bạn sẽ phải làm từ A đến Z và không có một ai có thể làm hộ cho bạn được. Còn nếu như các bạn nhờ người khác làm hộ cho mình sơ đồ tư duy, hoặc là một người làm rồi nhiều người cùng học ấy, thì sơ đồ tư duy đấy không phải là của các bạn, nó không phải là kiến thức của các bạn. Vì vậy nó sẽ giảm đi phần nào hiệu quả khi chúng ta sử dụng. Và để nói cho việc hiệu quả của sơ đồ tư duy thì sẽ kể cho các bạn một câu chuyện về mình. Đó chính là năm mình thi đại học thì có thi bài sông Hương. Thế nhưng bài sông Hương thì lại không nằm trong một số những cái bài mà cô giáo của mình dự tính là nó sẽ ra cái bài đấy. Bài sông Hương thực sự là một bài rất là dài, mình nhớ không nhầm là phải mấy trang giấy. Và mặc dù là không có chuẩn bị kỹ và cũng không có ôn kỹ, thế nhưng rất là may mắn vì hôm mà lớp của mình học về bài sông Hương ý, thì cô giáo có gọi mình lên bảng để cho mình vẽ cái dòng chảy của sông Hương ra cho các bạn dễ hình dung hơn. Và đến khi mà mình làm bài thi thì mình chỉ cần nhớ lại cái lúc mà mình vẽ, rồi có những cái hình ảnh xuất hiện trong đầu mình, và từ đấy thì mình có kiến thức để mình làm bài thi. Và đây chính là cái điểm mạnh của việc sử dụng sơ đồ tư duy, đó chính là khi mà các bạn quên đi cái lượng kiến thức bằng chữ viết thì các bạn sẽ có thể nhớ được cái lượng kiến thức bằng hình ảnh. Và hình ảnh thì lúc nào cũng sẽ giúp cho các bạn nhớ được lâu hơn. Mỗi lần mà mình nhớ về một lượng kiến thức nào đó, kiến thức đấy nó sẽ được mô phỏng tại hình ảnh của sơ đồ tư duy, và mình chỉ cần nhớ lại thôi. Mình đã ký hiệu như thế kia rồi, mình đã có những cái hình ảnh này, và dần dần mình sẽ có ra cái lượng kiến thức của mình và mình sẽ làm được bài. Và sau khi chúng ta học kiến thức mới rồi thì cái việc mà quan trọng còn hơn cả cái việc chúng ta học kiến thức mới đó chính là chúng ta phải ôn luyện lại. Nếu như chúng ta có học bao nhiêu kiến thức mới đi chăng nữa mà chúng ta không ôn luyện lại thì dần dần kiến thức của chúng ta cũng sẽ rơi rớt ra ngoài hết. Và bây giờ thì mình sẽ chỉ cho các bạn 3 cách để các bạn có thể ôn luyện được một cách hiệu quả. Thứ nhất đó chính là mình sẽ ôn luyện lại bằng chính sơ đồ tư duy mình đã vẽ. Thì cái lượng kiến thức ở bên trong cái sơ đồ tư duy mình viết ý, nó đã trở thành kiến thức của chính mình. Nên là khi mà chúng ta ôn luyện lại thì nó không khác gì đọc lại một cái câu chuyện mình đã viết. Và cách thứ hai đó chính là sử dụng tấm bìa đỏ như thế này. Đây là tấm bìa đỏ được các học sinh ở bên Nhật cực kỳ hay sử dụng. Tấm bìa đỏ này thì các bạn có thể là mua ở ngoài Haken Shop này. Và nếu như ở Việt Nam các bạn không tìm mua được những tấm bìa đỏ như thế này thì các bạn hoàn toàn có thể sử dụng những tấm đề can trong suốt cũng được. Và bây giờ thì mình sẽ cho mọi người xem là cách thức sử dụng tấm bìa đỏ này như thế nào nhá. Khi mà chúng ta nốt lại những thông tin quan trọng thì thay vì việc sử dụng màu mực xanh hoặc là màu mực đen thì chúng ta thường sẽ sử dụng màu mực đỏ. Và các bạn muốn kiểm tra rằng là mình đã nhớ được hay không ý, thì các bạn chỉ cần sử dụng tấm bìa đỏ này che vào cái khu vực mà mình muốn kiểm tra, và cái phần chữ quan trọng màu đỏ đằng sau ấy nó sẽ biến mất đi và các bạn sẽ không thể nhìn thấy nữa. Bên Nhật thì một số sách giáo khoa người ta rất là thông minh, người ta sẽ ghi những cái phần quan trọng bằng màu đỏ sẵn, và chúng ta chỉ cần sử dụng tấm bìa đỏ này che vào cái khu vực trong sách giáo khoa thì tự khắc những cái phần thông tin quan trọng nó sẽ bị biến mất hoặc là mờ đi và chúng ta sẽ không thể đọc được. Cách thứ ba đó chính là các bạn phải ôn luyện mỗi ngày một chút. Nếu như các bạn học kiến thức mới ngày hôm nay, thế nhưng một tuần sau các bạn mới quay trở lại để đọc lại cái lượng kiến thức đấy thì mình nghĩ rằng là sẽ rơi rớt bớt phần nào. Các bạn nên xào lại lượng kiến thức đấy sau 24 giờ để cho não bộ của mình sẽ tiếp nhận lại cái phần thông tin đấy thêm một lần nữa, và từ đấy nó sẽ có cái khả năng ghi nhớ lâu hơn. Còn nếu như các bạn học ngày hôm nay rồi mấy ngày hôm sau hoặc là mấy tuần sau các bạn mới học lại hoặc là đọc lại thì thực sự là cái lượng kiến thức đấy nó sẽ trở thành cái lượng kiến thức mới mất.
Và tiếp theo thì sẽ là ba mẹo nhỏ mình nghĩ rằng là sẽ giúp ích được cho các bạn trong vấn đề học hành. Và đầu tiên đó chính là mẹo mình tự đúc kết lại được trong quá trình mình học tập. Khi mà mình sử dụng quá nhiều tấm bìa đỏ này, mình ôn luyện đi ôn luyện lại này, và mình có sử dụng thêm bút đỏ này, bút nhớ này, dần dần thì mắt của mình nó sẽ trở nên rất là nhức. Mỗi khi mà mình cảm thấy mắt của mình trở nên căng thẳng và mệt mỏi thì mình hay nhìn vào màn hình có màu xanh lá như thế này, hoặc là các bạn có thể là nhìn vào tấm bìa màu xanh lá cây cũng được. Và lý do tại sao mình sử dụng màu xanh lá cây để nhìn vào khi mà mắt của mình trở nên căng thẳng đó chính là vì học tập các bác sĩ phẫu thuật, thì khi mà các bác sĩ phẫu thuật phải nhìn vào máu quá lâu thì mắt của các bác sĩ phẫu thuật trở nên là căng thẳng này, đầu óc cũng trở nên là căng thẳng này. Vậy nên là quần áo của những bác sĩ phẫu thuật thường là sẽ có màu xanh lá để điều tiết lại, khiến cho mắt của mình và khiến cho đầu óc của mình trở nên thư giãn hơn. Mẹ thứ hai của mình đó chính là trước khi vào vòng thi hoặc là trước khi đi thi thì mình sẽ ăn một ít chocolate. Ăn chocolate thì sẽ có một chút đường này, một xíu cà phê này, và sẽ khiến đầu óc của mình nó giữ trong cái trạng thái tỉnh táo hơn và tập trung hơn. Thế nên là trước khi đi thi thì lúc nào mình cũng sẽ đi mua một ít cái chocolate nhỏ nhỏ dạng viên như thế này, và trước khi vào phòng thi, trước khi vào giờ thi thì mình sẽ ăn một cái. Và mẹo cuối cùng của mình đó chính là các bạn hãy ôn luyện cho tới tận khi mà các bạn vào phòng thi. Có một số bạn nói rằng là thi đến nơi rồi, càng học thì càng loạn này, hoặc là càng học thì càng quên này. Trước khi mỗi lần mình vào phòng thi thì mình sẽ đến điểm thi sớm hơn một chút, và sau đấy thì mình sẽ lật lại một loạt toàn bộ sơ đồ tư duy của mình để xem lại kiến thức một lần nữa. Và vì mình tổng hợp kiến thức dạng sơ đồ tư duy, vậy nên là nó sẽ rất là dễ nhìn và rất là dễ nhớ, nó sẽ như là một quyển nhật ký mình đọc lại vậy. Và khi làm bài thi thì mình có thấy rằng là có xuất hiện rất là nhiều những cái câu mà lúc nãy mình vừa mới đọc xong thì nó đã xuất hiện trong bài thi rồi. Ok, vậy là mình đã giới thiệu xong những cách học của mình, và rất là cảm ơn các bạn đã xem đến cuối video ngày hôm nay. Mình mong là cách học của mình cũng sẽ giúp ích được phần nào cho các bạn. Và nếu như các bạn thấy video này hay và video này có ích thì có nghĩa là video này cũng sẽ có ích với những người thân của bạn hoặc là với bạn bè của bạn. Vậy nên là hãy share cho những người mà bạn yêu quý nhé. Và cảm ơn các bạn đã xem đến cuối video ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.